thực hành pháp khi nói về sự thực hành pháp tôi không có ý nói về việc từ bỏ mọi sự và đi vào ẩn thất cô tịch tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta nên tập trung sự tỉnh giác cao độ vào đời sống hàng ngày của chúng ta dù ta đang ăn ngủ hay làm việc chúng ta nên liên tục kiểm soát các ý hướng của ta kiểm soát thân ngữ tâm và các hành động của ta ngay cả sự tiêu cực vi tế nhất hãy cố gắng phối hợp các hoạt động hàng ngày của bạn với một động lực bi mẫn hãy thấm nhuần những hành xử thuộc thân ngữ và tâm của bạn bằng trí tuệ đạt được từ sự lắng nghe các giáo lý và từ sự thực hành nhưng nếu người nào có thể từ bỏ mọi sự và dâng hiến đời mình cho sự thực hành thì người đó đáng được ngưỡng mộ sự học hỏi thì giống như ánh sáng chiếu soi bóng tối của vô minh và sự hiểu biết tích tập được là tài sản tối cao vì ngay cả kẻ trộm tài giỏi nhất cũng không thể lấy cắp được nó sự học hỏi là vũ khí tiêu diệt kẻ thù vô minh nó cũng như người bạn tốt nhất dẫn dắt ta qua mọi lúc gian nan của đời mình chúng ta có được những người bạn chân thật nhờ ta có một thiện tâm và không lừa dối mọi người những người chúng ta kết làm bạn khi ta có quyền lực địa vị và ảnh hưởng là những người bạn chỉ dựa vào quyền lực ảnh hưởng và địa vị của ta khi ta gặp điều bất hạnh và mất mát tài sản thì những người gọi là bạn này bỏ mặt chúng ta. Người bạn không thể sai lầm là sự học hỏi các giáo lý. Đây là một thứ thuốc không có các phản ứng phụ hoặc các nguy hiểm. Sự hiểu biết giống như đội quân hùng mạnh sẽ giúp ta đè bẹp những thế lực của những lỗi lầm của chính ta. Với sự hiểu biết đó, chúng ta có thể tự bảo vệ để không phạm vào những ác hạnh danh tiếng địa vị và của cải có thể sinh ra từ sự hiểu biết của con người nhưng chỉ có sự học hỏi và thực hành để tiệt trừ mê lòng là đem lại hạnh phúc bền vững của sự giác ngộ không có sự thông hiểu giáo lý thì những chứng ngộ sẽ tiếp nối theo sau các giáo lý chúng ta thọ nhận cần phải sống động khi chúng ta huấn luyện một con ngựa cho một cuộc đua thì phải huấn luyện trên cùng một loại đường chạy khi cuộc đua diễn ra tương tự như vậy những chủ đề mà bạn nghiên cứu chính là những giáo lý bạn phải đưa vào thực hành việc học hỏi được thực hiện là để cho thực hành ngài shankarpā nói rằng nếu bạn có thể thông hiểu những kinh điển sâu rộng như lời chỉ dạy riêng cho bạn thì bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc thông hiểu các tantra cùng các bình giải của chúng như lời dạy riêng để đưa vào thực hành trên con đường đưa đến giác ngộ điều này giữ cho chúng ta khỏi quan niệm sai lầm là có vài loại giáo lý không cần thiết cho sự thực hành và vài loại giáo lý chỉ cần thiết cho việc nghiên cứu có tính chất học giả. Việc cúi lại và chấp tay của bạn trước khi nhận lãnh giáo lý là một cách thức để đối trị tánh kiêu ngạo và tự cao. Đôi lúc bạn thấy một người ít hiểu biết Pháp hơn bạn, nhưng họ lại có được ý thức khiêm tốn và kính trọng trỗi dược hơn. Nhờ hiểu biết giáo Pháp, bạn phải khiêm cung hơn những người khác nếu bạn không như vậy thì bạn còn thấp thỏi hơn người kia vậy khi bạn học hỏi hãy cố gắng kiểm soát tâm thái của riêng bạn và hợp nhất điều bạn học với cách thức bạn suy nghĩ nếu điều đó được thực hiện thì sẽ tới một giai đoạn bạn có thể thấy một vài loại kết quả một vài biến đổi hay tác động trong tâm bạn đó là một biểu thị cho thấy bạn đang tiến bộ trong sự thực hành và mục đích của việc học hỏi đã được đáp ứng chiến thắng các mê lầm vô minh là công việc của cả một đời người nếu chúng ta có thể dấn mình vào thực hành trong một cách thế bền bỉ thì trải qua nhiều năm tháng chúng ta sẽ thấy một sự chuyển hóa trong tâm nếu ta tìm kiếm sự chứng ngộ tức khắc hay sự điều phục lập tức các tư tưởng và cảm xúc thì chúng ta sẽ trở nên mất can đảm và ngã lòng. Hành giả Du già Milarepa ở thế kỷ thứ 11, một trong những đạo sư vĩ đại nhất của lịch sử Tây Tạng, đã sống nhiều năm như một con thú hoang dã và chịu đựng sự gian khổ ghê gớm để có thể thành tựu những chứng ngộ cao tột. Nếu chúng ta có thể hiến dân thời gian và năng lực như thế, thì ta có thể thấy được lợi lạc từ sự thực hành của mình còn nhanh chóng hơn nữa. Chừng nào chúng ta có bất kỳ sự tin tưởng nào vào hiệu quả của các giáo lý, thì điều quan trọng là phát triển sự xác tính vào giá trị của việc thực hành ngay lập tức. Để tiến bộ trên con đường, điều cần thiết là có sự hiểu biết đúng đắn về con đường và điều đó chỉ có thể đạt được bằng cách lắng nghe một giáo lý như vậy bạn hãy phát triển một động lực để thành tựu trạng thái toàn giác vì lợi lạc của tất cả chúng sinh và với động lực đó hãy lắng nghe và đọc giáo lý này khi một người giảng dạy pháp người ấy là nam hay nữ đang phụng sự như sứ giả của chư Phật. Bất chấp sự chứng ngộ thật sự của đạo sư, điều quan trọng là người nghe pháp thấy vị thầy không phân cách với Phật. Người nghe không nên phí thì giờ để suy nghĩ về những lỗi lầm của đạo sư. Trong các truyện Jataka truyện tiền thân của Đức Phật có kể rằng người nghe Pháp phải ngồi ở một chỗ thật thấp với một tâm thức được điều phục và sự hoan hỷ lớn lao. Hãy nhìn vào mặt đạo sư và uống chất cam lộ của lời Ngài nói giống như các bệnh nhân chăm chú nghe lời thầy thuốc. Đức Phật nói rằng người ta không nên y cứ vào con người của đạo sư mà đúng hơn nên y cứ vào giáo pháp, nội dung giáo lý của vị thầy, thông điệp của Đức Phật. Từ quan điểm về tính chất thiên liêng của chính giáo lý, điều hết sức quan trọng là phải kính trọng vị thầy. Khi nghe hay đọc các giáo lý, chúng ta giống như một bình chứa để thâu góp trí tuệ. Nếu cái bình lật thì mặc dù các vị trời có thể đổ mưa cam lồ xuống nhưng nó chỉ chảy ngoài thành bình nếu bình dơ bẩn cam lồ sẽ bị hư hỏng nếu bình có lỗ thủng thì cam lồ sẽ bị rỉ ra mặc dù ta có thể tham dự một khóa giảng nhưng nếu chúng ta dễ dàng bị phóng tâm thì ta giống như một cái bình chứa lộn ngược đầu dù ta có thể chuyên chú nhưng thái độ của ta bị những ý hướng tiêu cực chế ngự như nghe giáo lý để chứng tỏ sự thông minh siêu diệt thì chúng ta giống như một bình chứa dơ bẩn. Cuối cùng, mặc dù chúng ta có thể thoát khỏi những lỗi lầm này, nhưng nếu ta không giữ các giáo lý trong tâm thì giống như để chúng đi vào tay này và đi ra tay kia. Sau khi buổi giảng dạy chấm dứt, chúng ta sẽ hoàn toàn trống rỗng như thể là ta không thể đem giáo lý đi qua cửa khi chúng ta về nhà đây là lý do việc dùng sổ tay hay ngày nay dùng một máy ghi âm được coi là một ý kiến tốt khả năng ghi nhớ các giáo lý dựa vào sức mạnh của sự thường xuyên quen thuộc trong một cuộc nói chuyện với lạc ma Khunu, Ngài thuật lại một cách sống động những sự kiện trong đời Ngài đã xảy ra rất lâu trước khi tôi sinh ra. Hiện nay tôi đã 59 tuổi, tôi có khuynh hướng quên mất ngay cả những bản văn tôi đang nghiên cứu lúc này. Lạc Ma Khunu nói rằng việc học hỏi không bền bỉ là bởi sai lầm đã không nỗ lực trong sự hoan hỷ và tôi cho rằng điều này hết sức đúng bởi thiếu thời giờ tôi không thường đọc một bản văn tôi chỉ đọc qua nó một lần và sau đó rút ra một vài ý tưởng tổng quát của những gì bản văn đề cập tới vì có trí thông minh khá tốt tôi đọc các bản văn rất nhanh nhưng không thường đọc chúng như một câu cách ngôn nói người có trí thông minh vĩ đại thì giống như một cánh đồng bốc cháy ngọn lửa tắt rụi nhanh chóng. Nếu bạn đọc các giai đoạn của con đường đi tới giác ngộ của Ngài Songkhapa 9 lần, thì bạn sẽ có 9 cách hiểu biết khác nhau về bản văn. Khi bạn đọc một bài xã luận trên báo một lần, thì thường không có chuyện đọc lại nó. Bạn không thích đọc lại, nó chỉ làm bạn mệt mỏi. Khi bạn đọc các bản văn được viết sâu sắc và lôi cuốn lần thứ hai thứ ba và thứ tư đôi lúc bạn ngạc nhiên là bạn đã quên vấn đề này hay vấn đề kia mặc dù bạn đã đọc nó nhiều lần trước đó đôi khi bạn nảy ra một sự hiểu biết mới mẻ và cách nhìn khác biệt vì vậy sự thường xuyên làm cho quen thuộc là phương pháp chính để trị bệnh hay quên những người ước muốn đạt được sự toàn giác nên nhất tâm chăm chú khiêm tốn trong tâm thức được thúc đẩy bởi một ước nguyện giúp đỡ chúng sinh chuyên chú bằng cả tâm hồn mình nhìn đạo sư bằng đôi mắt mình và lắng nghe đạo sư bằng đôi tai mình lắng nghe các giáo lý với một thái độ đúng đắn cũng là điều quan trọng Trước hết, bạn nên nhận thức chính mình là một bệnh nhân và vị thầy là bác sĩ. Thi sĩ Ấn Độ vĩ đại Santideva nói rằng khi chúng ta bị đau đớn, Bởi những bệnh tật thông thường thì chúng ta phải tuân theo lời dặn dò của bác sĩ. Vì chúng ta bị đau khổ bởi hàng trăm bệnh tật do những vô minh như ham muốn và oán ghét cho nên, việc nghe theo lời dạy của vị thầy không còn là vấn đề phải thắc mắc. Các vô minh thì hết sức xảo quyệt. Khi một mê lầm như sự giận dữ hiện diện, chúng ta mất sự kiểm soát. Những lo lắng do tham đắm khiến chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, cũng như bệnh nhân coi những thuốc men mà bác sĩ đưa cho là hết sức quý báu cẩn thận không dám lãng phí thì cũng thế các giáo lý được vị thầy ban cho nên được giữ gìn như vật trân bảo để khỏi bệnh bệnh nhân phải dùng thuốc chỉ để yên thuốc trong chai sẽ không giúp ích được gì tương tự như vậy để giải thoát tâm thức của ta khỏi bệnh mê lòng kinh niên chúng ta phải áp dụng những giáo lý vào sự thực hành và chỉ nhờ thực hành mà chúng ta sẽ có thể tự giải thoát khỏi bệnh mê lầm dù chỉ trong thời gian ngắn sức kiên nhẫn của bạn càng mạnh thì sự giận dữ của bạn càng ít và lòng tôn kính người khác của bạn càng lớn khi sự tự phụ và kiêu ngạo của bạn giảm bớt thì ảnh hưởng của những mê lầm cũng yếu đi Ngài Songkapa nói rằng người đang đau đớn bởi bệnh phong hủy kinh niên không thể dùng thuốc một hay hai lần mà đẩy lui được bệnh mà phải uống thuốc liên tục. Cũng thế, từ vô thủy, tâm thức chúng ta đã thường xuyên bị những mê lầm trói buộc chặt chẽ. Làm sao chúng ta có thể hy vọng thoát khỏi chúng nếu chỉ thực hành một, hai lần làm thế nào có thể hy vọng chữa lành một bệnh tật chỉ bằng cách đọc một bản văn y học? Phật giáo tây tạng có bốn trường phái: Nyingma, Sakya, Gelug và Kagyu. Là một sai lầm nếu cho là một trong những phái này siêu việt hơn những trường phái khác. Tất cả các phái đều tuân theo cùng một đạo sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đều kết hợp các hệ thống kinh thừa và mật thừa. Tôi cố gắng nuôi dưỡng một niềm tin và kính ngưỡng đối với tất cả bốn trường phái. Tôi hành xử như thế, hoàn toàn không phải là một cử chỉ ngoại giao, mà do bởi một xác tính mạnh mẽ. Đó cũng là một nhiệm vụ mà ở địa vị Đạt Lai Lạc Ma, tôi phải biết đầy đủ về các giáo lý của bốn trường phái để có thể chỉ dẫn cho những người đến với tôi. Nếu khác đi, tôi giống như một bà mẹ không có đôi tay đành nhìn đứa con chết đuối. Có lần, một thiền giả phái Ninh Ma đến hỏi tôi về một thực hành nào đó mà tôi không rành rẽ. Tôi có thể gửi ông ta tới một đạo sư vĩ đại có khả năng giải đáp vấn đề của ông nhưng tôi cảm thấy buồn lòng rằng ông ta đã đến để khẩn cầu một sự chỉ dạy của tôi và tôi đã không đáp ứng được ước muốn của ông ấy nếu ước muốn của người khác vượt quá khả năng đáp ứng của ta thì đó là một chuyện còn chừng nào nó nằm trong chính khả năng của ta thì điều quan trọng là làm thỏa mãn những nhu cầu tâm linh của càng nhiều chúng sinh càng tốt chúng ta phải nghiên cứu mọi phương diện của các giáo lý và phát triển sự ngưỡng mộ đối với chúng đạo không phân biệt chúng ta cũng không nên cho là phật giáo tây tạng ưu việt hơn các hình thức khác của đạo phật ở thái lan miến điện và tích lan các nhà sư có một lời nguyện chân thành khi thực hành giới luật tu viện và không như các nhà sư Tây Tạng họ còn giữ được tập quán đi khất thực đã được Đức Phật và các đệ tử của Ngài thực hành từ 2.500 năm trước ở Thái Lan tôi đã tham dự vào một cuộc kinh hành của một nhóm nhà sư đó là một ngày nóng bức và vì theo truyền thống thì kinh hành với chân không dài dép, nên chân tôi thật sự bị phỏng rộp. Ngoài chuyện ấy ra, còn thì thật cảm hứng khi nhìn sự thực hành của các nhà sư Thái Lan. Hiện nay, nhiều người chỉ nhìn thấy sự tiêu cực trong sự thực hành của một truyền thống tâm linh hay tôn giáo. Họ chỉ để ý xem các tổ chức tôn giáo khai thác và lấy đi của cải của quần chúng như thế nào tuy nhiên các sai lầm mà họ nhìn thấy không phải là những sai lầm của chính những truyền thống mà là của những người tự nhận là tín đồ của những truyền thống đó giống như những thành viên của những tu viện hay nhà thờ dùng những diện cớ tâm linh để làm lợi lạc cho bản thân bằng tổn phí của những tín đồ khác nếu bản thân các hành giả thiếu thận trọng thì sẽ làm hại lây tới tất cả những người chuyên tâm vào sự thực hành đó. Những toàn tính sửa chữa các sai sót đã được thể chế hóa của các tổ chức thường bị hiểu lầm thành một cuộc tấn công vào truyền thống nói chung. Nhiều người kết luận rằng tôn giáo có hại và không thể giúp ích cho họ. Họ bác bỏ bất kỳ hình thức đức tin nào. Những người khác dưỡng dưng với sự thực hành tâm linh và hài lòng với lối sống thế gian của mình họ có những tiện nghi vật chất và không theo mà cũng không chống đối với tôn giáo tuy nhiên tất cả đều bình đẳng ở điểm đều ước muốn bẩm sinh là đạt được hạnh phúc và tránh khỏi đau khổ nếu chúng ta bỏ sự thực hành tâm linh hay trong trường hợp này là bỏ sự thực hành phật giáo thì chúng ta không còn tin tưởng vào định luật nghiệp báo nữa và sẽ không còn coi các bất hạnh của ta là kết quả của những hành động tiêu cực trong quá khứ các bất hạnh có thể được xem là những biểu hiện của sai lầm trong xã hội hay trong cộng đồng hoặc như kết quả của hành vi của một người bạn rồi thì chúng ta đi đến chỗ đổ lỗi trách móc những người khác về những điều rất rõ ràng là lỗi lầm của chính chúng ta. Sự đổ lỗi trách móc này sẽ củng cố thêm những thái độ quy ngã như sự luyến ái và oán ghét. Qua mối liên kết với những thái độ lầm lạc như thế, chúng ta trở nên dướng mắt với những thứ sở hữu của ta và bị bủa dây bởi tính hồ nghi hay ngay cả bệnh hoang tưởng nhiều hành giả vĩ đại đã đi trên con đường phật pháp và hướng dẫn cuộc đời họ trên nền tảng của lòng tự ái và bi mẫn với những động lực như thế ý hướng căn bản của bạn sẽ là sự làm việc cho lợi lạc của chúng sinh và vì lợi ích của họ mà bạn nỗ lực nuôi dưỡng những tâm thái tích cực của mình ở một vài nước phát triển nhiều người thờ ơ với bất kỳ hình thức thực hành tâm linh nào là những người giàu có về vật chất nhưng dù như thế họ vẫn hoàn toàn không hài lòng họ đau khổ vì muốn giàu có hơn nữa đến nỗi mặc dù sung túc về vật chất nhưng họ lại nghèo nàn về mặt tinh thần chính khi họ nhận ra là mình không thể đạt được điều mà họ mong muốn thì sự rối loạn thực sự bắt đầu họ trở nên thất vọng và sự lo buồn phát sinh tôi đã trò chuyện với vài người bạn họ rất giàu nhưng bởi cách nhìn cuộc đời của họ thiên về vật chất nên họ miệt mài trong công việc họ không rảnh rỗi để dành cho một thực hành nào nó có thể giúp cho họ có được một vài cách nhìn xa rộng hơn dần dà họ thực sự đánh mất giấc mơ hạnh phúc là cái mà tiền bạc đã phải lo liệu cung cấp để thay thế. Trong sự thực hành đạo Phật, mặc dù né tránh những nỗi đau khổ này, nhưng chúng ta quan sát chúng một cách thận trọng. Những nỗi khổ của sự sinh ra, khổ của già lão, khổ của những biến đổi trong thể trạng, khổ của sự bất định trong đời này và khổ của sự chết chúng ta nỗ lực thận trọng khi suy nghĩ về chúng để khi thực sự đối diện với chúng thì chúng ta đã sẵn sàng khi chạm mặt cái chết ta sẽ nhận ra rằng thời khắc của chúng ta đã đến điều đó không có nghĩa là chúng ta không giữ gìn thân thể mình khi đau ốm chúng ta dùng thuốc và cố gắng ngăn ngừa sự chết nhưng nếu cái chết là điều không tránh được thì người theo đạo phật sẽ chuẩn bị sẵn sàng chúng ta hãy để sang một bên trong chốc lát vấn đề đời sống sau khi chết sự giải thoát hay trạng thái toàn giác ngay trong đời này sự suy tưởng về pháp và tin tưởng ở pháp đã có những lợi lạc thực tiễn chúng ta phải sử dụng tất cả các cơ hội để thực hành chân lý để tự cải thiện thay vì chờ tới một lúc nào đó mà ta cho là mình sẽ bớt bận rộn. Như cung thân Rinpoche đã nói, các hoạt động của đời này giống như các gợn sóng trên mặt ao. Khi gợn sóng này biến mất, thì cái khác xuất hiện không bao giờ chấm dứt. Các hoạt động thế gian không ngừng nghỉ cho tới khi chết. Vì thế, chúng ta phải nỗ lực tìm ra một khoảng thời gian trong mỗi ngày của đời mình để thực hành pháp trong cơ hội này khi ta đã có được thân người quý báu đã gặp được pháp và có một vài niềm tin ở đó nếu chúng ta không thể đưa pháp vào thực hành thì sự thực hành sẽ khó khăn hơn trong những đời sau khi chúng ta không có được những điều kiện như vậy nữa giờ đây chúng ta đã gặp được một hệ thống sâu xa như thế trong đó toàn bộ phương pháp để đạt tới trạng thái giác ngộ đều có thể tiếp thụ được thì thật đáng buồn nếu chúng ta không nỗ lực làm cho pháp có ít nhiều ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta đạo sư hằng hà sa số chư phật đã xuất hiện trong quá khứ và chúng ta đã không có may mắn được gặp các ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là để hóa độ chúng sinh trong thời đại suy thoái này. Ngài đã xuất hiện trong thế gian 2.500 năm trước và từ đó đã chỉ dạy cho nhiều chúng sinh con đường giải thoát khỏi sự luân hồi đau khổ. Tuy nhiên chúng ta không có diễm phúc được gặp Ngài, được ở dưới sự dẫn dắt của Ngài và vì thế còn bị sót lại với tâm thức chưa thuần thục và tầm thường. Đã có nhiều đạo sư vĩ đại ở Ấn Độ và Tây Tạng thành tựu trạng thái toàn giác. Nhiều đạo sư vĩ đại khác đã hoàn tất những chứng ngộ cao siêu trong khi những vị thầy khác mới chỉ xoay sở để đi vào con đường. Ngày nay, các giáo huấn đã hiện diện trong nhiều thế kỷ nhưng sự quan trọng của pháp không nằm ở tính chất tương tục của nó trải qua một thời gian dài mà nằm ở chỗ nó có hiện diện trong tâm ta hay không có sống động trong những hành động của ta hay không nếu chúng ta chỉ thỏa mãn rằng giáo lý của đức phật vẫn còn hiện hữu trong thế gian thì pháp có nguy cơ bị suy hoại vì sẽ không ai có đủ khả năng để nói về nó từ kinh nghiệm thực hành. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 qua đời vào năm 1933, dân tộc Tây Tạng đã tự cô lập. Mặc dù sự biến chuyển lớn lao đang xảy ra ở những nơi khác trong thế giới, người Tây Tạng tự giam nhốt mình hiện nay phật giáo tây tạng có thể bị hủy diệt vì sự phân hóa của người dân tây tạng vì thế thực sự nỗ lực trong việc thực hành pháp là điều hết sức quan trọng trong lúc này vào những thời điểm hệ trọng như thế chính đạo sư vị thầy là người che chở và nâng đỡ ta chính đạo sư là người khai mở cho ta những giáo lý mênh mông và sâu thẳm do chính đức phật lập nên trong một phương cách thích hợp với tầm hiểu biết của chúng ta mặc dù tất cả chư phật đã tích cực làm việc cho sự lợi lạc của chúng sinh nhưng chúng ta có thể hưởng được những lợi lạc như thế hay không thì tùy thuộc vào việc ta quan hệ với vị thầy của mình thế nào đạo sư là cánh cửa duy nhất đi vào sự giác ngộ vì ngài là vị thầy sống mà ta có thể quan hệ trực tiếp gặp được một vị thầy thì không đủ nếu ta không tuân theo chỉ dạy của ngài về sự thực hành và về cách sống cuộc đời mình nếu chúng ta may mắn gặp được những giáo lý này thì hầu như ta tránh được phần lớn những trở ngại chính khi ta thực hành pháp vì vậy thật quan trọng nếu ta làm cho phần đời còn lại của ta trở nên có ý nghĩa bằng cách tiến hành sự tu tập nếu chúng ta khởi sự từ bây giờ thì rất có thể là ta sẽ có đủ năng lực để tiến bộ trên suốt con đường sự thực hành theo bất kỳ con đường nào cần được đặt nền trên những giáo lý toàn diện và chính xác chúng ta phải xem xét thận trọng loại thực hành nào ta thích làm và loại giáo lý nào ta cần để tạo nền tảng cho sự thực hành. Đại học giả Tây Tạng Sakya Pandita 1182-1251 thường nói rằng người ta quá chăm chút những vấn đề thế gian như việc mua một con ngựa. Vì thế, khi chúng ta đã chọn sự thực hành Pháp, thì điều quan trọng là phải chọn lựa kỹ càng hơn nữa sự thực hành và vị thầy vì mục đích là đạt được phật quả chứ không phải là sự truyền bá sự việc vị thầy có đích thực hay không thì không tùy thuộc vào khả năng trích dẫn từ kinh điển phật giáo bạn cần phân tích lời nói và hành động của vị thầy qua sự phân tích sâu sát thường xuyên bạn sẽ có thể phát triển sự sùng kính sâu xa đối với vị thầy đó. Đạo sư Tây Tạng Potowa, 1031-1106 nói rằng: "Thời điểm của toàn thể con đường là học hỏi để nắm được lời chỉ dạy của vị thầy, và như thế, mọi kinh nghiệm chứng ngộ tối thiểu và sự giảm bớt mê lầm ít ỏi nhất sẽ xảy đến như kết quả của những giáo lý của vị thầy nếu chúng ta không thể điều hành các công việc của mình mà không nhờ tới sự hướng dẫn của một luật sư giỏi thì không cần bàn tới tầm quan trọng của vị thầy nếu ta đang đi theo một con đường không quen thuộc để đạt được phật quả có những trường hợp những người rất thông minh họ có vẻ hết sức linh lợi nhưng khi chú tâm tới pháp thì tâm trí họ trở nên tê liệt điều này cho thấy là họ không tích tập đầy đủ tiềm năng tích cực cũng có trường hợp những người rất thông minh và có sự hiểu biết giáo pháp uyên bác nhưng sự hiểu biết này không ảnh hưởng được tâm thức họ họ không đem những gì họ biết vào thực hành trong bối cảnh này vị thầy hết sức quan trọng sự chứng ngộ cao cấp đặc biệt chỉ có thể có được nhờ sự dẫn dắt từng bước một của vị thầy có kinh nghiệm chân xác vị thầy trở nên một vai trò mẫu mực và nguồn hứng khởi cho sự thực hành của chúng ta ta có thể phát triển đức tin mạnh mẽ nhờ đọc các bản văn có liên quan tới sự thực hành lòng bi mẫn nhưng khi gặp được một con người bằng xương bằng thịt đã từng thực hành nó và là người có thể chỉ dạy cho ta sự thực hành lòng bi mẫn từ kinh nghiệm riêng của Ngài thì điều này còn gây cảm hứng cho chúng ta mãnh liệt hơn nữa. Ngài Tsongkhapa nói rằng trừ phi tâm thức của vị thầy được điều phục sẽ không hy vọng gì vị thầy điều phục được người khác. Vị thầy nên tự chế trong thái độ của mình. Nhờ định lực, tâm thức các ngài cần được giữ gìn trước những phóng tâm các ngài nên được trang bị năng lực của trí tuệ nó thấu suốt qua hình tướng của các hiện tượng nếu một người có sự tu hành cao cấp trong giới hạnh có thể nói là tâm thức người ấy đã được điều phục trong kinh giới bổn biệt giải thoát là quyển kinh đề cập tới những giới nguyện tu viện tâm thức được so sánh với một con ngựa hoang và sự thực hành giới luật được sánh với những dây cương nhờ đó con ngựa hoang này được điều phục cũng vậy khi tâm chưa thuần thục khởi hành từ con đường và miệt mài trong những ác hành con ngựa hoang này cần được điều phục bằng cách dùng dây cương của giới hạnh để kiềm chế thân và tâm trước những hành động tiêu cực một vị thầy có phẩm tính cũng phải thiện xảo trong việc tu tập thiền định cao cấp nó được chứng minh bằng việc áp dụng bền bỉ sự chánh niệm và nội quán một vị thầy cũng phải được hoàn toàn an định nhờ sự tu hành trí tuệ cao cấp trong sự thấu hiểu bản tánh như huyển của các hiện tượng ngài son kapa nói rằng một người chỉ có tâm thức được điều phục thì không đủ. Họ cũng nên thông hiểu về các giáo huấn. Lạc Ma Drom Tonpa 1005-1064 thường nói rằng khi một vị thầy vĩ đại nói về một chủ đề đặc biệt thì Ngài có thể liên hệ nó với toàn thể kinh điển của con đường đạt tới Phật quả. Các vị thầy nên có khả năng chuyển hóa sự hiểu biết của mình về toàn bộ một vấn đề thành một sự chỉ dạy lợi lạc và dễ thực hành đúng như những kinh điển đã dạy chư phật không thể tẩy sạch ác hành của người khác không thể tiêu trừ nỗi đau khổ của họ cũng không thể chuyển nhượng những chứng ngộ của các ngài cho ta chỉ có một cách duy nhất để chư Phật có thể giải thoát chúng sinh là chỉ ra cho chúng ta một con đường đúng đắn. Mục đích thực sự của việc chỉ dạy người khác là để giúp họ hiểu biết, vì thế cần thiết phải có một lối nói lôi cuốn để thực hiện được điều gì là quan trọng khi tiếp cận vấn đề. Động lực để giảng dạy phải trong sạch, không bao giờ vì một ước muốn danh tiếng hay lợi lạc vật chất. Nếu động lực là tiền bạc thì sự giảng dạy trở nên đơn thuần là một hoạt động thế tục. Trước khi người Trung Hoa tới Tây Tạng năm 1951, một số người ở La Sa đọc các bản văn hay ca hát để kiếm tiền. Điều này vẫn còn xảy ra ở Tây Tạng. Các du khách tụ tập quanh họ và chụp ảnh. Tôi thấy điều này thật đáng buồn, vì pháp đã được sử dụng như một khí cụ để sinh ăn, chứ không phải để tiến bộ tâm linh. Ngài Potowa nói rằng mặc dù ngài đã ban nhiều giáo huấn, ngài không bao giờ chấp nhận ngay cả một sự ca tụng nhỏ bé nhất, bởi vì ngài giảng dạy vì lòng bi mẫn chúng sinh. Ngài xem nó như bổn phận phải giảng dạy vì mục đích chính yếu của ngài là giúp đỡ họ. Bạn không cần phải làm cho người khác cảm thấy mắc nợ cũng như không cần nhận những lời cảm ơn của họ vì những gì bạn thực sự đang làm là để thực hiện hạnh nguyện của riêng bạn. Khi bạn ăn thực phẩm của bạn thì không có chuyện cảm ơn chính mình vì lẽ ăn là điều bạn phải làm ngài shankarpā nói rằng những vị thầy phụng sự như người dẫn đường đến giác ngộ thì giống như nền móng hay gốc rễ cho sự thành tựu giác ngộ của bạn vì vậy những người đang tìm kiếm một vị thầy nên quen thuộc với những tiêu chuẩn cần thiết và xác định vị thầy có những tiêu chuẩn đó hay không trong thế giới nếu không có một nhà lãnh đạo chân chính thì chúng ta không thể cải thiện xã hội cũng vậy trừ phi vị thầy có phẩm chất đúng đắn mặc dù đức tin của bạn có mạnh mẽ đến đâu việc tuân thủ theo vị thầy có thể làm hại bạn nếu bạn được dẫn dắt theo một đường hướng sai lầm vì thế trước khi thực sự coi ai là vị thầy điều quan trọng là phải khảo sát họ hỏi han người khác về họ và khảo sát chính bạn khi bạn nhận thấy một người thích hợp là một vị thầy thì chỉ khi ấy bạn mới nên bắt đầu coi người đó như đạo sư của bạn cũng tương tự trước khi vị thầy chấp nhận ai là một đệ tử thì tối quan trọng là trước hết người đệ tử đó phải đáp ứng những tiêu chuẩn mà một vị thầy đòi hỏi Chiếc gì một vị lạc ma có một vài thị giả hay người hầu thì không đủ để coi người đó là một vị thầy có một khác biệt giữa một vị thầy với một tulku hóa thân hay một tái sinh của một đạo sư đặc biệt trở lại cõi đời một số vị vừa là lạc ma vừa là tulku một số là tulku nhưng không là lạc ma và một số là lạc ma chứ không phải turku trong cộng đồng tây tạng các vị turku chiếm một địa vị cao nếu họ cũng không có các phẩm tính của một vị thầy thì vị trí của họ chỉ là địa vị xã hội trong xã hội tây tạng và ngay cả ở tây phương là nơi nhiều vị lạc ma tới giảng dạy khi người nào đó được gọi là turku thì người ta lập tức tôn kính họ. Còn những người khác thật sự là những hành giả nghiêm cẩn thì không được kính trọng nhiều chỉ vì họ không có danh hiệu Tulku. Triết gia Phật giáo vĩ đại nhất của Ấn Độ là Ngài Nagarjuna. Ngài được tất cả các hành giả sau này coi như vị thầy mặc dù Ngài chỉ có một cái tên và chúng ta không thấy ghi lại là Ngài có một đoàn tùy tùng hay thư ký riêng. Các vị lạc ma Tây Tạng của ta có những danh hiệu dài và rất kêu, một số tên thật khó phát âm. Thật ra, không cần có một danh hiệu nào khác ngoài danh hiệu tỳ kheo, vị tăng đã được chính Đức Phật ban cho. Đây là một số trong những sai lầm lớn của xã hội Tây Tạng người tây tạng chúng ta không chú ý tới các chiếc y tu sĩ màu vàng thực sự được chính đức phật ban cho mà thay vào đó chú tâm tới những y phục được ban ra như một dấu hiệu đẳng cấp để làm cho người ta có vẻ cao quý sau này các vị thầy ấn độ mang một loại mũ màu đỏ nhạt và ở tây tạng tín đồ theo các vị ấy lưu tâm tới chiếc mũ đỏ đó hơn là tới điều thực sự quan trọng. Tu sĩ Vĩ Đại Geshe Sampuwa, thế kỷ thứ 12, có nhiều vị thầy. Có lần khi du hành từ miền Đông Tây Tạng, Ngài gặp một đệ tử cư sĩ đang ban các giáo lý. Geshe Sampuwa đến nghe, khi những người tùy tùng hỏi vì sao Ngài cần phải nhận giáo lý từ một cư sĩ thì ghe xe sang trả lời là Ngài đã nghe được hai điều rất ít lợi. Vì ghe xe sang có thể phát triển lòng kính trọng và đức tin ở nhiều người nên việc Ngài có nhiều vị thầy không thành vấn đề đối với Ngài. Những người như chúng ta có tâm thức chưa thuần thục có thể nhìn thấy lỗi lầm nơi vị thầy của mình và có xu hướng dễ dàng mất lòng tin. Chừng nào ta còn nhìn thấy lỗi lầm nơi vị thầy và chừng nào ta có xu hướng mất lòng tin bởi nhìn thấy các lỗi lầm cạn cợt bên ngoài và được phóng chiếu thì tốt nhất là có ít thầy thôi nhưng liên hệ với các ngài thật tốt. Nếu bạn không có vấn đề này thì bạn được tự do, càng có nhiều vị thầy càng tốt.